Bệnh nhân nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng đã chính thức được công bố mắc bệnh, trở thành bệnh nhân số 416 mắc COVID-19 ở nước ta. Về tiền sử dịch tễ, trong vòng một tháng gần đây, bệnh nhân không ra ngoại tỉnh. Ngày 7 tháng 7, bệnh nhân chăm mẹ ruột tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn. Ngày 16 tháng 7, bệnh nhân chăm mẹ tại khoa can thiệp tim mạch, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng. Đến ngày 17 tháng 7, bệnh nhân đã có dấu hiệu sốt, mệt. Ngày 18 tháng 7, bệnh nhân dự đám cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace, đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 20 tháng 7, bệnh nhân sốt, ho, đờm nhiều, đi khám và được giám sát, lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 23 tháng 7, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần đều dương tính. Ngày 24 tháng 7, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị, kết quả xét nghiệm dương tính. Đến ngày 25 tháng 7, sau khi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính, bệnh nhân được công bố mắc bệnh. Cũng trong ngày 25 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới trở về từ Liên bang Nga đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tính đến 18 giờ ngày 25 tháng 7 là 417 ca, trong đó số ca điều trị khỏi là 365 ca, số ca còn đang điều trị là 52 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 11.815 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 147 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 10.993 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 675 người.